Hà Nội, y án sơ thẩm vụ làm hư hỏng tài sản do tranh chấp đất ở Mỹ Đức. Sau khi xem xét, ngày 18 tháng 10, Hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Hồng Sơn ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, 7 tháng tù. Ngày 18 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1991, trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, và bị hại Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1979, ở Mỹ Đức, Hà Nội, kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm vì cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm. Trước đó, trong ngày 30 tháng 3 năm 2022 và ngày 5 tháng 4 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên án phạt các bị cáo Hoàng Anh Đức, sinh năm 1983, ở Ứng Hòa, Hà Nội, 8 tháng tù, Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1991, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, Dư Ngọc Sinh, sinh năm 1989, ở Ứng Hòa, Hà Nội, và Kiều Văn Viễn, sinh năm 1980, ở Ứng Hòa, Hà Nội, cùng bị phạt 7 tháng tù, Phạm Trung Kiên, sinh năm 2002, ở Hòa Bình, Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1976, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, cùng lĩnh 6 tháng tù treo về cùng tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178, khoản 1, Bộ Luật Hình Sự. Theo bản án sơ thẩm, do thường xuyên đi làm tại khu vực Lạc Thủy, Hòa Bình nên bị cáo Hoàng Anh Đức biết ông Nguyễn Quang Điện, sinh năm 1967, ở Mỹ Đức, Hà Nội. Khoảng đầu tháng 7 năm 2019, ông Điện nhờ Đức đòi hộ mảnh đất ở khu vực cầu bãi giữa, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức mà ông đang tranh chấp với anh Nguyễn Minh Quân, nếu đòi được mỗi người hưởng một nửa giá trị của mảnh đất đó. Để hợp lý việc Đức đi đòi đất, cả hai thống nhất việc ông Điện viết giấy tờ mua bán nhà đất đang tranh chấp. Tuy nhiên, do Đức là người hay đi làm tại khu vực này, có nhiều người biết Đức nên Đức nói Nguyễn Thế Anh đứng tên trên giấy tờ mua bán đất nêu trên. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2019, Thế Anh cùng nhóm người đến nhà anh Quân nói chuyện liên quan đến đất lấn chiếm. Bị cáo Thế Anh yêu cầu anh Quân trả lại đất, từ đó hai bên xảy cãi vã to tiếng. Đức yêu cầu anh Quân mở cửa kho tại phần đất đang tranh chấp nhưng anh này không mở nên bị cáo đã đi ra phía ngoài khu đất, lấy viên đá ném vào cửa khu đất làm tấm tôn ở chính giữa cánh cửa bị rách. Thế Anh gọi ông Điện đến để chỉ mốc dưới đất. Khi ông Điện đến chỉ mốc dưới đất, thì bị con trai anh Quân là Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2001, chạy đến đánh nên được mọi người can ngăn. Sáng hôm sau, Đức cùng nhóm đàn em thuê người xây tường rào quanh khu đất tranh chấp và yêu cầu anh Quân mang tất cả tài sản ra ngoài khu đất đang tranh chấp. Nhưng anh Quân không chịu, Thế Anh cùng cả nhóm xông vào dùng búa đập cửa, ném đồ đạc ra ngoài. Cơ quan điều tra xác định nhà anh Quân bị hư hỏng bộ cửa kéo, khóa, tôn trên cửa bị rách. Giá trị tài sản bị hư hỏng của gia đình anh Quân là hơn 2 triệu đồng. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Hồng Sơn 7 tháng tù. Đối với một số đối tượng có liên quan trong vụ án, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiến hành điều tra, xem xét sau. Do vậy, tòa bác đơn kháng cáo của bị hại Nguyễn Minh Quân.